Xin chào mừng quý vị quay trở lại với chương mục hỏi đáp của Tipka và hôm nay là chương trình số 56. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được giải đáp những câu hỏi sau đây. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị Lý Duy và Nguyễn Minh Thành. Cho mình hỏi là một số xe nguyên bản không có tấm chắn gầm. Một số gara khuyên lắp thêm để bảo vệ động cơ và giảm độ ồn. Vậy cho mình hỏi, việc lắp thêm tấm chắn gầm có lợi và hại gì? Hãng không lắp có phải là vì không cần thiết hay không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Tấm chắn gầm là chi tiết rất có lợi đối với động cơ của xe ô tô. Nó không chỉ giúp hạn chế bắn bùn bẩn, đất cát đến động cơ, bảo vệ động cơ mà còn góp phần giảm tiếng ù gió trong khoang máy. Tấm chắn gầm nếu được thiết kế đúng kỹ thuật sẽ không gây hại gì cả, không làm ảnh hưởng đến quá trình làm mát vì vẫn có độ thoáng cần thiết và phù hợp. Hãng không lắp có thể là vì muốn cắt giảm chi phí, giảm giá bán xe, còn vì lý do nào khác thì chúng tôi chưa nghĩ ra. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Hoàng Lâm. Xe em rất ít di chuyển hay đỗ ở dưới tầng hầm tòa nhà nền bằng phẳng. Vậy cho em hỏi là có cần phải kéo phanh tay khi đỗ xe hay không hay chỉ cần về P? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Việc kéo phanh tay khi đỗ xe là để xe không bị trôi, hạn chế thiệt hại khi bị tác động. Bên trong hộp số đã có khóa cóc và bánh răng rất lớn sẽ ăn khớp khi cài số P, hỗ trợ giữ xe. Nếu quý vị đỗ xe chỗ bằng phẳng và an toàn, không có nguy cơ bị tác động ngoại lực thì không nhất thiết phải kéo phanh tay. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Lê Văn Thành. Xe tôi Mazda 6 đời 2004 có hiện tượng vòng tua không ổn định ở chế độ không tải và bật điều hòa, đôi khi còn bị tắt máy khi dừng đèn đỏ. Tôi đã vệ sinh bướm ga, van không tải, cảm biến đo gió, thay lọc xăng, bơm xăng, dầu nhớt, nước làm mát thì hiện tượng đó hết. Nhưng chạy khoảng 2.000 km thì hiện tượng đó lại xảy ra. Vậy nguyên nhân đó là gì và giải pháp ra sao? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Sau khi vệ sinh, xe hoạt động bình thường và sau khoảng 2.000 km bệnh lại xuất hiện trở lại thì quý vị nên thay thế hệ thống van không tải và cảm biến đo gió. Các chi tiết này sau khi sử dụng lâu năm sẽ có sai số với thiết kế ban đầu. Khi vệ sinh xong thì hoạt động nhưng sau đó sẽ bị lại rất nhanh. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị ớt hiểm. Xe mới nổ máy, nó kêu như video đính kèm. Vậy xe bị làm sao? Xe Nubira đời 2002. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Tiếng kêu mà quý vị đề cập là tiếng con đội SUPAP Sau nhiều năm sử dụng cả SUPAP và con đội và một số chi tiết cơ khí khác Đều đã bị hao mòn và có khe hở Quý vị hãy mang xe tới sưởng dịch vụ Kiểm tra cụ thể khe hở của con đội SUPAP Để có hướng xử lý phù hợp Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Tiến Trụ Mình đi xe Ford EcoSport bản 1.0 EcoBoost đời 2019 Đã đi được 3,5 vạn km Đợt Tết vừa rồi mình có lên Tam Đảo chơi trên xe chỉ có 3 người lớn và một em bé nên mình để số D chạy thử thấy ngon lành. Nhưng khi còn cách thị trấn Tam Đảo khoảng 4 km thì xe bị ì, mình chuyển về L, tua lên 4 đến 5.000 vòng một phút nhưng xe vẫn chỉ di chuyển rất chậm. Mình tắt máy khoảng 30 phút, sau đó tiếp tục hành trình thì xe lại hoạt động bình thường. Xin thưa giải đáp dùm, xe mình như vậy là bị làm sao và như vậy hộp số có bị ảnh hưởng gì không? Chúng tôi xin chia sẻ vấn đề này như sau. Trên nhiều dòng xe trang bị hộp số tự động, hiện tượng leo dốc cao mà bị ì thậm chí có những lúc đạp ga không chạy dù số vẫn ở số d thì đó là lúc hộp số đã bị quá nhiệt do tải nặng mà không được về số thấp hơn một cách hợp lý gây ma sát bên trong hộp số nếu xảy ra nhiều lần sẽ gây hỏng hóc các bộ phận chuyển động bên trong hộp số vì vậy khi láo dốc cao quý vị nên sử dụng chế độ thể thao như xe số sàn khi đạp ga lên dốc quý vị cảm nhận đủ lực kéo thậm chí dư lực một chút là tốt khi đó sẽ giảm ma sát lì hợp bên trong hộp số hộp số sẽ mát hơn không còn xảy ra hiện tượng trên Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Phạm Dương. Em đang đi VF E34 do thành lốp quá mỏng, mâm quá to nên tiếng ồn khó chịu, cảm giác cứng, không êm ái. Em muốn hỏi trên thị trường có loại mâm nào nhỏ hơn mà thành lốp dày như Vios mà vẫn giữ nguyên được bán kính vòng quay của lốp Zin không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Xe Vinfast VF E34 có kích thước lốp là 215/45 R18. Nếu quý vị muốn thay lốp thành cao hơn mà không ảnh hưởng nhiều tới đường kính bánh xe thì có thể cân nhắc cỡ lốp. 215 trên 50 R17. Tuy nhiên, việc thay la răng khác cỡ để lắp lốp thành cao nếu không được khuyến cáo trong sách hướng dẫn sử dụng sẽ ảnh hưởng tới quá trình đăng kiểm xe. <laughs> Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hoàng Hiếu. Mình chạy xe luôn bơm lốp căng hơn khuyến cáo, khuyến cáo 230, mình bơm 260 vì cảm thấy xe bon hơn và vững hơn. Mình muốn hỏi nếu luôn bơm căng như vậy, về lâu về dài có ảnh hưởng đến an toàn cũng như độ bền của lốp và hệ thống giảm sóc hay không? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Trên hầu hết các xe du lịch thông thường, nhà sản xuất thường khuyến cáo bơm lốp 2,2 đến 2,4 kg hoặc 220 đến 240 kPa hay viết tắt là KPA. Trường hợp đủ tải, nhiều nhà sản xuất cũng khuyến cáo có thể bơm đến 250 KPA. Việc bơm lốp căng hơn bình thường có thể khiến lốp bị mòn nhanh hơn ở phần giữa lốp, xe sóc hơn, dễ nổ hơn khi trời nắng nóng. Tuy nhiên, quý vị bơm lốp căng hơn không đáng kể, chính vì vậy mà ảnh hưởng cũng không đáng kể. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Công. Em đi Kia Cerato chạy gần 3 vạn km. Gần đây em để ý ở tốc độ cao thì vòng tua máy cao hơn trước khoảng 100 đến 200 vòng trên một phút. Ví dụ khi set cruise control 100 cây số 1 giờ. Trước đây tua máy là 2.200 vòng thì giờ là khoảng 2.400 vòng. Còn chế độ không tải thì tua vẫn ổn định không bị cao. Vậy em cần kiểm tra những mục nào? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Trường hợp của quý vị có thể do vài vấn đề sau đây. Một, do đồng hồ Cotomet báo sai. Hai, do xảy ra hiện tượng trượt bên trong hộp số. Tuy nhiên, do xe mới chạy được 3 vạn km thì cả hai vấn đề trên đều khó có thể xảy ra. Quý vị có thể kiểm tra xem điều kiện tải trọng có như nhau hay không, áp suất lốp các lần đánh giá có giống nhau không, xe có bị bó phanh nhẹ không và hướng gió thổi thế nào. Việc so sánh trong điều kiện phi tiêu chuẩn là rất khó khớp 100%. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hải Sư Len. Một số dòng xe Ford máy dầu đời mới hiện nay nếu đang đậu xe, chưa nổ máy, mở cửa là xe tự động chạy cái gì đó, thấy kêu do do khá to và tầm 5 phút mới ngắt. Không biết đó là nó chạy cái gì vậy? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Không chỉ riêng các dòng xe Ford mà nhiều dòng xe hãng khác đều phát ra tiếng kêu o o một lúc trong trường hợp đó. Khi mở cửa xe, một số chi tiết của hệ thống điện sẽ được kích hoạt. Đó có thể là hệ thống an ninh, bộ điều khiển của động cơ và hộp số. Điều này là hoàn toàn bình thường. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Khánh Anh. Xe mình Colorado đời 2017, bản một cầu số sàn. Vừa rồi có thay dầu hộp số sàn và dầu cầu cùng chủng loại. Ghi Uni 80V90 của hãng Eurodub Đức. Xin hỏi loại dầu này có phù hợp cho hộp số của xe không? Và xe mình chạy 20 vạn có cần vệ sinh kim phun và bùng đốt hay không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Dầu 80V90 là hoàn toàn phù hợp với hộp số và cầu trên xe của quý vị. Trường xe thường xuyên sử dụng nhiên liệu sạch, nguồn gốc rõ ràng, thì 20 vạn km không nhất thiết phải vệ sinh bổ đốt. Tuy nhiên, kim phun là chi tiết nhạy cảm và có thể bẩn rất nhanh nếu sử dụng nhiên liệu bẩn. Quý vị hãy kiểm tra trực tiếp bộ phận này để biết tình trạng và có hướng xử lý. <laughs> tiếp theo là câu hỏi của quý vị Phạm Duy Hùng. Cùng là trợ lực dầu, nhưng sao của Innova lại rất nhẹ, Corolla Artis lại đầm hơn. Trợ lực của Hyundai County lại rất nhẹ, mà trợ lực của Transit nhiều lúc phải vần cả hai tay. Vậy trợ lực dầu nặng hay nhẹ là do đâu? có thể điều chỉnh được không? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Trợ lực dầu nặng hoặc nhẹ trên từng loại xe là do thiết kế. Innova nhẹ hơn Atis nhưng lại phải đánh lái nhiều vòng hơn. Transit là dòng minibus nên được thiết kế để tay lái đầm hơn vì nếu lái nhẹ quá cũng không phải là an toàn khi chạy tốc độ cao. Hệ thống trợ lực dầu có rất nhiều yếu tố như bơm trợ lực được dẫn động từ động cơ, van chia dầu, hệ thống đường ống, vân vân và không thể điều chỉnh được. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Đức Lưu Xe em Antis 2014 bản G Form mới 2015 Khi đang đỗ ở ngang dốc Rửa xe xong để đó nửa ngày rồi đề nổ Xong đi lên dốc luôn thì khi ga lên thấy hụt hụt Lực kéo không đều, ca giật Nhưng nếu đề nổ nóng máy rồi đi thì không sao Vậy là có lỗi gì không? Cho em hỏi thêm là đèn pha của em Một bên thì gom, một bên pha thì tỏa Dù đã thay bóng halogen bằng bóng led Pha zin của xe là gom hay tỏa Bên pha bị tỏa kia khi đến đăng kiểm Có ảnh hưởng gì không? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Lực kéo kém, ga hụt khi mới nổ máy, máy nguội là hiện tượng thiếu xăng. Vì lúc mới khởi động, xăng cần được phun nhiều hơn vào bùng đốt thì đạp ga sẽ không bị hụt. Quý vị cần sử dụng thiết bị chuyên dùng để kiểm tra áp suất bơm xăng xem có đảm bảo hay không, cảm biến oxy có bị hỏng hay cảm biến nhiệt độ động cơ có làm việc bình thường hay không. Hiện tượng đèn bị tỏa, quý vị nên kiểm tra lại xem phần chóa đèn có đúng đồ zin theo xe hay không hay đã bị thay loại khác. Những loại chóa đèn kém chất lượng rất hay bị sai số giữa bóng và chóa gây ra hiện tượng ánh sáng không tụ đều. Việc này không chỉ gây mất an toàn mà còn bị khó khăn khi đi đăng kiểm xe. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Tiến Đề. Em đang sử dụng xe BT50 3.2AT 4.4 Diesel 2016, ô đô 18 vạn km, gặp hiện tượng như sau. Khi em trớn ga thì thi thoảng xe gặp hiện tượng giật mạnh như kiểu đạp ga bị trượt cá. Em có đi khám thì báo lỗi hộp điều khiển số. Sau khi thay thì hiện tượng này đã khỏi 98% thi thoảng vẫn bị lại nhưng bị giật nhẹ. Em có quay lại gara để nói chuyện thì kỹ thuật báo côn kém, dẫn đến khi chuyển số bị giật nhẹ. Không biết là khi giải quyết nốt lá côn thì có mượt mà sang số hay không, mong tiếp ca sẽ đáp giúp. Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Hộp số BT50 có những bộ phận quan trọng gồm bộ lá côn, nồi côn, bộ van chia dầu thủy lực, bộ vỉ điện điều khiển và bầu biến mô. Tất cả những bộ phận trên đều phải được đảm bảo là còn tốt thì hộp số hoạt động mới tốt, mới mượt mà. Xe của quý vị đã thay điều khiển và hiện tượng này đã gần như hết lỗi hẳn. Vậy những phần trăm còn lại chưa được tốt thì quý vị phải kiểm tra và xử lý nốt. Thường là khi làm một số thì nên kiểm tra kỹ phần lá côn để biết mức độ mòn hoặc trượt để xử lý. Bầu biến mô cũng là một trong những nguyên nhân gây ra. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Bùi Xuân Chí Nguyện. Xe em Kia Cerato 2010 số sàn đã đi 16 vạn km. Em mới thay lọc gió, lọc xăng, bộ ba côn, buji đã vệ sinh kim phun, họng gió và bướm ca. Khi bắt đầu đề pa xuất phát hoặc khi đề pa lên dốc, dù là dốc thấp, xe rung giật rất mạnh và rất dễ trên máy. Vậy xe bị hiện tượng gì? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Hiện tượng rung giật mạnh như trường hợp mà quý vị mô tả cho thấy rằng xe của quý vị đã xảy ra hiện tượng bỏ máy khi động cơ tài nặng. Nguyên nhân của vấn đề này là do hệ thống điện đánh lửa và hệ thống cung cấp nhiên liệu làm việc không đồng bộ với nhau khi ga lớn và nhiên liệu được bơm nhiều hơn. Quý vị nên kiểm tra hệ thống điện đánh lửa và thay buji chính hãng đúng chủng loại. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Hoàng Anh. Xe tôi máy dầu chạy 11 vạn km, hiện thấy khí thải có mùi khó chịu. Bên Gara báo vệ sinh toàn hoàn khí thải, còn bầu catalytic không liên động vào. Họ nói vậy có đúng không? Vệ sinh bầu catalytic như nào? Chúng tôi xin chia sẻ vấn đề này như sau. Bầu lọc catalytic được vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng. Có loại xịt trực tiếp vào bầu lọc catalytic. Có loại để ngâm cho tan mũi bẩn rồi rửa sạch nhưng xe chạy 11 vạn km thì nguyên nhân thường là do van tuần hoàn khí thải bị bẩn, gây ra hiện tượng không đóng kín tuần hoàn dẫn đến mùi khó chịu. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Nguyễn Minh. Tôi sống ở Úc, xe tôi là compact van Volkswagen Caddy Turbo, máy dầu đời 2006, đã chạy 260.000 km. Khi chở 6 đến 7 người leo dốc mà chưa kịp về số hoặc đạp chân ga hơi nhẹ thì xe bị mất công suất, sức kéo rất yếu leo dốc bị giảm tốc độ dù đã về số và đạp nút chân ga. Đường bằng thì xe tăng tốc rất chậm. Dừng xe tắt máy và khởi động lại thì xe lại hoạt động bình thường. Mong tiếp ca sẽ thích giúp. Chúng tôi xin chia sẻ vấn đề này như sau. Hiện tượng đuối công suất máy khi chưa kịp về số hoặc ga nhẹ khi tải nặng là hoàn toàn bình thường vì khi đó hệ thống điều khiển động cơ sẽ cắt giảm bớt phần nhiên liệu nhằm tránh bị dư thừa nhiên liệu gây ra khói đen. Khi quý vị không tăng ga, không về số, ECU được lập trình là sẽ không cấp nhiều nhiên liệu nhưng khi quý vị tắt máy đi, khởi động lại thì chương trình lại được lặp lại như bình thường. Quý vị không có gì phải lo lắng. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị Lê Quang Huy. Xe Stargazer, khi máy đã nóng thì vòng tua động cơ luôn khoảng 1.000 vòng một phút ở chế độ không tải. Cho em hỏi vậy có bình thường không? Cho em hỏi thêm câu nữa là ngoại trừ cách chạy thì có thể giảm hao xăng bằng cách nào? Chúng tôi xin tư vấn câu hỏi này như sau. Vòng tua máy tiêu chuẩn là từ 650 đến 750 vòng một phút Ga đăng ti cao sẽ gây ra hao xăng Ngoài các chạy khoa học đều ga Thì có mấy vấn đề mà quý vị nên lưu ý để xe đỡ hao xăng Một, Lọc gió động cơ luôn phải sạch 2. lốp luôn phải đủ áp suất như khuyên cáo 3. Hãy kiểm tra phanh thường xuyên Tránh bị bó, gây ma sát Và 4. Hệ thống điều hòa luôn phải sạch và hoạt động tốt Tránh việc lốc lạnh phải làm việc nhiều hơn bình thường Và cuối cùng là câu hỏi của quý vị Nguyễn Tuấn Linh Thước lái Civic 2.0 2007 là thước lái điện Vậy có liên quan gì đến dầu và dò dịt dầu từ hệ thống thước lái hay không? Khoang động cơ bị dơ và dính dầu nhớt có nên vệ sinh khoang động cơ không? Phương án nào tốt nhất cho xe Civic đời 2007? Chúng tôi xin giải đáp câu hỏi này như sau. Thước lái điện không có dầu và cũng không liên quan đến dầu bôi trơn. Ở một số vị trí có thể có mỡ bôi trơn. Xe của quý vị đã sau 15 năm sử dụng. Nếu muốn vệ sinh khoang động cơ thì hãy tìm đến những trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp. Sử dụng các phương pháp không dùng nước để tránh các trường hợp đáng tiếc do không có kinh nghiệm gây ra. Như vậy là chúng ta vừa mới theo dõi phần hỏi đáp số 56. Trong thời gian qua thì vẫn còn có rất nhiều câu hỏi của quý vị gửi về. Tuy nhiên chúng tôi chưa có lời giải đáp của gara đối tác cho nên là xin hẹn quý vị ở số tiếp theo. Rất mong là video vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ tiếp ca.